văn phòng của Minh Tuấn Mobile luôn. Chào anh Linh. Dạ em chào anh. Ôi ôi, dạo này sao nhìn thấy mặt không có sáng gì hết vậy? Dễ bị người ta nói là không có sáng tài lắm nha. Đây có món quà tặng để cho da mặt mình sáng sủa hơn. Wow. Ai cũng hỏi câu đó hết á, mở ra coi đi sẽ biết. Có nhiều người ngồi nhìn quá kìa, nó kiểu không có quà đó. Cái gì mà run dữ vậy? Hồi nãy giờ chưa có nhận quà của đàn ông tặng đàn ông hả? Cái này cái gì đây? Ừ. Mạnh mẽ lên coi, cầm gì mà sợ nó hư vậy? Ừ, bông, biết bông làm gì không? Rửa mặt rồi. Đúng rồi, hay quá. Cái này cho mặt đó. Mời đẹp. Cái bông này là dành cho tất cả phái nam lẫn nữ. Nhưng mà riêng đàn ông thì Khánh thích tặng hơn. Tại vì hồi nào giờ đàn ông là lười chăm sóc da mặt. Dạ, đúng không? Tức là rồi, rửa mặt rồi. Qua loa thôi. Bây giờ mình có cái này nó sẽ giúp cho tẩy tế bào chết. Lấy những cái mụn cám với những cái bụi bẩn trên mặt mình. Nó giúp cho da mặt mình sáng hơn, mịn hơn, sảng khoái hơn. Tức là cái này mình về mình xài hay kết hợp với cái... Sữa rửa mặt hoặc không sữa rửa mặt. Nếu mà ai mà dị ứng sữa rửa mặt thì rửa bằng nước bình thường cũng được. Rửa nước bình thường cũng được luôn. Ừ, tức là mình làm ướt cái bông rồi mình ướt cái mặt mình rồi mình cứ rửa giống như bằng tay vậy đó. À, gì đó hả? Đâu, thử thử giáo bộ chà chà lên mặt coi, biết cách đâu. Chà chà cho nó đen thui như thế luôn á. Thì nhờ, nó đen cái này mặt mình nó mới sáng được. Ừ, đó, ở biết sao làm được, đừng có mà làm coi trên mạng gì, cứ làm theo kiểu mà mình biết là được rồi. Rồi, ok, ok. Cảm ơn nhận món hàng nha. Rồi, em cảm ơn anh nhiều.